Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Cô bác và anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây là một loại cây rất là quen thuộc, đặc biệt là với các cái tỉnh phía Bắc. Đây cũng là đang cái mùa của nó này. Đây là quả của nó này. Cây này nó rất là nhiều quả nhưng mà người ta đã thu hoạch rồi, còn sót lại một ít quả thôi. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại dược liệu vừa quen vừa lạ hồng bì hay còn có tên gọi khác là hoàng bì, quất bì hay là tơ nua. Cây thân gỗ có thể cao tới 10 mét nhưng mà trung bình thì nó sẽ cao từ 3 đến 6 mét. Cái lá thì nó dạng kép, mọc so le. Hoa thì bắt đầu ra hoa từ tháng 3 và quả thì cô bác và anh chị có thể thu hái từ tháng 6 đến tháng 8. Bộ phận được sử dụng làm dược liệu của cây quất hồng bì thì là phần rễ, lá và quả. Rễ và lá thì cô bác có thể thu hoạch quanh năm. Quả thì mình sẽ thu vào mùa quả, nhưng mà mình sẽ thu hái khi quả đã chín. Quả hái về thì mình có thể bổ dọc phơi nắng cho khô, người ta sẽ gọi là quất bì hay là hồng bì. Ngoài ăn trực tiếp thì cô bác và anh chị mình cũng có thể làm mứt hoặc là ngâm đường phèn để uống giải khát rất là tốt. Ngoài ra thì cái hạt của quả quất hồng bì, cô bác và anh chị mình có thể phơi khô và sử dụng dần. Lá thì mình cũng có thể dùng tươi hoặc là phơi khô hoặc sấy khô dễ thì mình sẽ lấy cái phần vỏ rễ cũng rửa sạch phơi khô và mình à, sử dụng dần. Quất hồng bì là một trong những dược liệu mà được cả y học hiện đại và y học cổ truyền đều có những cái nghiên cứu và sử dụng. Theo y học hiện đại, cây quất hồng bì có rất là nhiều những cái công dụng dược liệu phong phú như là chống co thắt cái hồi tràng, cao chít khô từ cái cành hoặc lá của cây quất hồng bì thì có tác dụng chống co thắt trên hồi tràng có tác dụng giảm động lực của ký sinh trùng kháng khuẩn. Vì vậy nên là nó có thể sử dụng trong các trường hợp bị ho, ho có đờm, đặc biệt là trứng ho ở trẻ em, cảm mạo, sốt. Các cái bệnh về đường ruột, đau dạ dày, đau vùng thượng vị hay là đau bụng co thắt, chữa cả mạo, thấp khớp, có thể dùng cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian thì còn có thể dùng lá nấu nước gội đầu để làm mềm tóc sạch gầu hoặc là sông hơi để trị cảm lạnh, cảm mạo rất là hiệu quả. Còn theo y học cổ truyền thì từng bộ phận ở trên cây quất hồng bì lại có những cái công dụng và tính vị khác nhau. Phần lá thì có vị hơi cay đắng, tính bình, hơi ấm, giúp trị ho, sốt do cảm cúm, cảm nắng và tiêu đờm. Phần quả thì có vị chua ngọt, dễ chịu, tính hơi ấm, có tác dụng chống ho, tiêu đờm, kích thích tiêu hóa và cầm nôn hiệu quả. Phần hạt và cái phần vỏ rễ thì nó có vị đắng, cay nhẹ và tính hơi ấm. Có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp, lợi tiêu hóa và làm kích thích ăn uống. Tùy vào cái mục đích sử dụng có thể mình sử dụng cái dược liệu với Cách dùng và liều lượng khác nhau. Quất hồng bì mình có thể sử dụng dưới dạng sắc uống, dùng ngoài hoặc là có thể ăn cái phần quả trực tiếp, ăm với đường để lên men để làm rượu hoặc là làm nước giải khát. Với cái liều dùng là lá thì mình dùng từ 20 đến 40g một ngày, dễ thì từ 10 đến 20g, quả khô thì 4 đến 6 gram hoặc 5 đến 7g quả tươi và hạt thì mình sẽ dùng từ 6 đến 10g. Và tiếp theo đây em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cây quất hồng bì. Bài thuốc đầu tiên đó là bài thuốc giảm đau do viêm họng, chữa viêm họng thì mình sẽ dùng cái quả quất hồng bì mình ngậm cùng với vài hạt muối, khoảng 2 3 quả và mình ngậm như vậy khoảng 3 đến 4 lần mỗi ngày nó sẽ làm giúp cái tình trạng giảm đau ở cổ họng dễ chịu và làm giảm sưng viêm. Bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc giải cảm hạ sốt thì mình sẽ dùng lá của cây hồng bì tươi 30g, mình rửa sạch, đem phơi khô và sắc uống cho tới khi mà mình ra mồ hôi thì nó sẽ làm giải cảm hạ sốt. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa ăn ngon miệng thì mình có thể dùng cái rễ của quất hồng bì 30g, rễ của sử quân 20g, quả khế 20g và mình sao vàng các cái dược liệu đó lên sắc uống. Mình nên uống nhiều lần trong ngày và uống uh, liên tiếp cho tới khi mà cái tình trạng tiêu hóa của mình và ăn uống ngon miệng hơn thì có thể ngưng. Tiếp theo là bài thuốc dùng cái cây quất hồng bì này để điều trị đau dạ dày thì mình sẽ dùng cái hạt của nó. Mình đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó thì sao thơm rồi tán mịn Mỗi lần sử dụng thì mình dùng khoảng 10g pha với nước ấm và uống trực tiếp. Mỗi ngày mình uống 2-3 lần thì nó sẽ điều trị đau dạ dày, cải thiện các cái tình trạng uh, triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Bài thuốc tiếp theo là bài thuốc người ta phòng ngừa cảm cúm từ cái lá của cây quất hồng bì. Mình sử dụng với liều lượng là 6 đến 10g, tươi thì 20 đến 30g, dùng liên tục trong 3 đến 5 ngày dưới dạng thuốc sắc uống. Cho tới khi mà tình trạng bệnh của mình thuyên giảm, mình chỉ biết đến tên của các cái vị thuốc ở trong các cái bài thuốc mà mình không biết đến nó được làm ra từ những cái loại cây, những cái loại dược liệu vô cùng quen thuộc và cây quất hồng bì cũng là một cái loại dược liệu rất là quen thuộc mà rất là nhiều các cái bộ phận ở trên cây có thể làm dược liệu. Vậy là trong video ngày hôm nay em đã cung cấp đến cô bác và anh chị những cái thông tin tổng quan về cái dược liệu quất hồng bì cũng như là một số các cái bài thuốc từ cái loại dược liệu này. Có một số lưu ý khi mình sử dụng cái dược liệu này đó là mình không nên sử dụng cho phụ nữ có thai hay là cho con bú thì nên cẩn trọng nhé. Người bị suy yếu hay là mắc bệnh lâu ngày thì mình cần phải thăm khám bác sĩ chuyên khoa trước khi mà muốn sử dụng cái dược liệu này làm thuốc hay là mình bị dị ứng với cái thành phần của cái dược liệu này thì mình cũng không nên sử dụng. Hồng bì hay là quất hồng bì là một cái vị thuốc cổ truyền được sử dụng từ rất là lâu đời. Trong dân gian với cái sự đa dạng và phong phú về tác dụng mà cái dược liệu này được nhiều người sử dụng và để điều trị rất là nhiều bệnh thông thường. Video của em chia sẻ về cây quất hồng bì đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.